Tôi hỏi các bạn này, hút thuốc có tăng GDP không? Tăng, đúng không? Xong, chữa bệnh viêm phổi có tăng GDP không? Rồi, chữa ung thư có tăng GDP không? Tăng. Trồng cây và nuôi heo bất chấp thủ đoạn để cho nó lớn nhanh nhất, dùng đủ thứ thuốc kích thích để cho nó lớn nhanh gấp đôi gấp ba bình thường. Thế là mình bán năng suất được gấp ba, đúng không? Vậy là GDP tăng gấp ba. Sau đó chúng ta ăn vô một thời gian sau chúng ta béo phì và chúng ta bị ung thư, lại tiếp tục đi chữa ung thư, GDP lại tiếp tục tăng gấp ba lần nữa và tăng gấp sáu. Nên cái thước đo GDP là một thước đo hết sức cẩn thận và cảnh giác. Hình như chúng ta đang có cái gì nhầm lẫn ở đây. Thế giới bây giờ chúng ta đo, các bạn để ý những cái trường đại học bây giờ chúng ta học sau 5 năm chúng ta đo bằng cái gì? Đo bằng cái nghề nghiệp người đó thành đạt, kiếm được bao nhiêu tiền, đúng không? Chúng ta đo bằng cái cây cột này. Rồi Tết chúng ta gặp nhau, chúng ta có cái câu hỏi gì? Độ này làm ăn thế nào? Làm ăn, có phải bên đây không? Chỉ có làm mới ăn. Sao giống con heo thế nhỉ? Chúng ta có mấy khi hỏi ở bên này không? Đạo này đạo đức của bạn thế nào? Gặp nhau, đạo đức tăng lên được bao nhiêu phần trăm? Chứ đừng có hỏi độ này tiền bạc, mua được căn nhà mới chưa? Đúng không? Mua được chiếc xe và thay được xe mới chưa? Nếu mà trúng được một hợp đồng và năm nay trúng được thêm hợp đồng nào nữa không? Là chúng ta toàn đặt câu hỏi này. Cả thế giới nó đang vận hành theo cái góc này nha các bạn. Kinh tế, chính trị. Tại sao lại ghép kinh tế với chính trị nhỉ? Cái chữ này rất quen đúng không? Nếu mà các bạn đứng ở góc độ, góc nhìn của Phật giáo mà muốn cho nó thế giới nó tốt đẹp hơn, các bạn nhìn ở góc độ này, phải ghi là đạo đức chính trị. Kinh tế nó là cái cục thuộc về sắc uẩn thôi, trong kinh điển Đức Phật dạy thôi, vật chất thôi. Đạo đức chính trị. Rồi cái thước đo GDP. Thước đo GDP là cái thước đo này đúng không? Tiếp tục chúng ta đo về cái lượng chúng ta tiêu thụ hàng năm. Giao dịch và tiêu thụ càng nhiều thì đánh giá nước đó càng cao, tức là cái này này. Nên các bạn phải hiểu là Trung Quốc bây giờ là 70% trẻ béo phì, vì trẻ đó giúp cho Trung Quốc phát triển GDP. Nó tiêu thụ ghê lắm. Mà đến khi nó béo phì rồi, các bạn biết tình trạng gì xảy ra ở Trung Quốc không? Con nhà giàu không ạ? À? Đi chữa bệnh. Đi chữa bệnh béo phì một tháng là 200 triệu một tháng. Con nhà giàu mà. Như vậy có tăng GDP không? Tăng gì nữa? Nó tiêu thụ gấp đôi gấp ba đứa trẻ bình thường, xong là nó tiếp tục nó tiêu thụ thêm 200 triệu một tháng để chữa bệnh béo phì nữa. Lập luận như vậy tôi hỏi các bạn này, hút thuốc có tăng GDP không? Tăng, đúng không? Xong chữa bệnh viêm phổi có tăng GDP không? Rồi chữa ung thư có tăng GDP không? Tăng. Trồng cây và nuôi heo bất chấp thủ đoạn để cho nó lớn nhanh nhất, dùng đủ thứ thuốc kích thích để cho nó lớn nhanh gấp đôi gấp ba bình thường. Thế là mình bán năng suất được gấp ba, đúng không? Vậy là GDP tăng gấp ba. Sau đó chúng ta ăn vô một thời gian sau chúng ta béo phì và chúng ta bị ung thư, lại tiếp tục đi chữa ung thư, GDP lại tiếp tục tăng gấp ba lần nữa, vậy tăng gấp sáu. Nên cái thước đo GDP là một thước đo hết sức cẩn thận và cảnh giác. Hình như chúng ta đang có cái gì nhầm lẫn ở đây. Hình như. Các bạn cứ ngẫm nghĩ lại cuộc đời của mình đi. Nhìn lại cả cái xã hội nó đang vận hành đi. Hình như nó lấy cái này nó làm trục này, và nó đo, và nó cứ kích cái này lên. Ẩn chìm dưới đó, ẩn chìm dưới cái này này, nó là cái tâm gì? Ẩn chìm dưới cái này là tâm tham. Ẩn chìm dưới tâm tham là tâm gì? Là sự nhìn nhận sai về cái sự vận hành của đời sống. Chúng ta cứ nhìn đời sống, cứ nghĩ rằng là nhiều tiền lắm của, và loài người là nhất trên cái thế giới này. Có chắc loài người là nhất trên thế giới này? Chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta tưởng tượng xã hội nó cứ tiếp tục phát triển giống như những năm vừa qua. Thế rồi 300 năm nữa,
trái đất này bị diệt chủng, bị diệt vong vì biến đổi khí hậu, vì một quả bom nguyên tử nào đó. Thì theo các bạn là trái đất này bị diệt vong do con hổ, do con chó hay là do con người? Do con người. Vậy con người là văn minh hay là văn tối? Minh hay là tối? Sáng hay tối? Đó, thì cái đó trong kinh điển gọi là thiếu trí tuệ, gọi là tà kiến. Tức là tâm si ở cái góc độ là tà kiến. Họ rất thông minh nhưng những quan điểm sống nó sai lầm. Tương tự như vậy, chúng ta nhìn ra xã hội, chúng ta mới nhìn lại. Vậy gia đình của chúng ta là một tế bào của xã hội. Vậy cái tế bào này nó vận hành như thế nào? Chúng ta đến với nhau thông qua cái tiến trình của xúc, thọ và ái. Vậy chúng ta đến với nhau hầu hết là ở tâm tham, hầu hết thôi. Có những người xúc thọ ái nhưng mà ban đầu họ xúc cái là họ đã có sự minh mẫn trong đó rồi, có sự sáng suốt trong đó rồi, thì không nói. Nhưng hầu hết cái thích ban đầu của chúng ta là có chút gì đó của tâm tham, đúng không? Bằng chứng là các bạn nhìn một cái người nào đó gù lưng, xấu xí, các bạn đâu có đến làm quen đâu. Các bạn thấy một người to cao đẹp trai, ăn nói dõng dạc, các bạn mới thích đến làm quen. Các bạn thấy một cái người ăn mặc rách rưới đâu đến làm quen đâu, một người ăn mặc bảnh bao, đi xe xịn, các bạn mới đến làm quen. Như vậy, ẩn chìm giữa cái làm quen khởi đầu là chúng ta tâm tham chi phối là chính. Đó. Nhưng khi chúng ta đến với nhau rồi thì trách nhiệm của chúng ta phải tìm hiểu lẫn nhau. Vậy khi chúng ta đến với nhau rồi thì cái này nó vận hành nữa. Vấn đề là ai khai thác được cái yếu tố bên đây? Cái đạo đức, trí tuệ, nghị lực nó vận hành, ai khai thác được nó? Chính vì cái lý do là tham sân si này nó vận hành nhiều quá, đặc biệt là tâm tham nó vận hành nhiều quá, nên nó mới có một cái học thuyết ra đời, đó gọi là tháp nhu cầu Maslow nó xuất hiện, để nó đáp ứng nhu cầu của tâm tham. Tham về sinh lý, tham về được an toàn, tham về được công nhận, tham về được yêu thương và tham khẳng định cái bản ngã của mình. Nó thành 5 cái nhu cầu. Vậy bản chất nó là vận hành của tham, sân và si. Nên chúng ta để ý là những công ty nào mà sử dụng tháp nhu cầu Maslow vô cùng hiệu quả thì công ty đó bán hàng rất tốt, marketing rất tốt, giặt một lần trắng sạch như mới, uống sữa vào là thông minh ra, đủ thứ hết. Người ta quảng cáo nhồi vô đầu các bà mẹ, để rồi một ngày đẹp trời các bà mẹ nghĩ rằng sữa bò tốt hơn sữa mẹ. Thì bản chất cái đó là họ đánh vô tâm tham của mình và đánh vô tâm si của mình. Họ nhồi miết rồi cuối cùng chúng ta lệch quan điểm sống luôn, lệch cái sự nhìn nhận, vậy là chúng ta bị tâm si. Nên chúng ta học kinh điển, lời của Phật dạy, là Ngài nói là cả cuộc đời Ngài chỉ giảng về tham, sân và si, và làm thế nào để hết nó, dịch chuyển nó sang giới, định và tuệ. Làm thế nào để vô tham, vô sân và vô si. Vậy chúng ta lấy cái này làm cái hệ quy chiếu, chúng ta mới nhìn là cái mối quan hệ của chúng ta trong một gia đình, mối quan hệ của chúng ta trong doanh nghiệp và mối quan hệ của chúng ta tương tác với xã hội nó vận hành theo hai cái tam giác nào. Tam giác này thì nó tăng GDP rất nhanh này, vì lòng tham kích cầu mua sắm. Có mấy ai ở đây các anh chị khi nghiên cứu cái năm nhu cầu của Maslow mà đọc hết cái cuộc đời của ổng không? Cuộc đời của ổng đẻ ra là 8 nhu cầu cơ mà. Về già ổng đưa ra cái tháp 8 nhu cầu, trong đó hai nhu cầu rất quan trọng. Một cái nhu cầu là nhu cầu về sự hiểu biết, và một cái nhu cầu nữa là nhu cầu về sự, một cái bản ngã siêu việt. Chúng ta dùng chữ bản ngã siêu việt. Siêu việt của ổng là định nghĩa là lòng từ bi, là sự cho đi vô điều kiện. Vậy nó nằm đây. Như vậy là cái tháp 8 nhu cầu của ổng á, là nó có sự hiểu biết và nó có cái nền tảng của đạo đức trong đó, thì nó mới giảm được tâm tham bên đây đi chứ. Còn nếu mà chúng ta sống với tâm tham thì làm sao chúng ta có sự hiểu biết sâu sắc và có cái lòng tốt để cho đi được. Tham là lấy về mà đâu phải cho đi. Thì cái tháp 8 nhu cầu này không được dạy, gần như không được dạy, nó chỉ ở trên mạng hoặc là một số tài liệu thôi. Còn trong các trường đại học tôi vẫn cứ thấy 5 nhu cầu của Maslow. Nó cứ vận hành, vậy nó nằm đây.
Và tôi mới đặt dấu hỏi là ai đưa cái năm nhu cầu của Maslow này vô trong giáo trình của các trường đại học. Các nước khác tôi không biết, nhưng ở Việt Nam là được đưa vô, đúng không? Cái khoa quản trị kinh doanh hoặc marketing chắc chắn được đưa vô. Vậy có phải chăng là một vài tập đoàn nó giật dây không? Để nó bán được hàng. Vì khi chúng ta chấp nhận một quan điểm sai lầm thì chúng ta sẽ thấy nó là đúng. Thấy nó là đúng thì chúng ta sẽ hành động tự nhiên với nó. Vậy là chúng ta thấy à, cái nhu cầu đòi hỏi về sinh lý là tự nhiên, tất cả mọi thứ chúng ta thấy là tự nhiên. Trong khi đó kinh điển thì lại ghi rất rõ, nhu cầu biết đủ mới là nhu cầu quan trọng nhất. Chứ nhu cầu không phải là có được thêm. Có được thêm là xúc sinh thọ, thọ sinh ái, ái sinh thủ, thủ sinh hữu. Thủ là nắm giữ, hữu là chiếm đoạt cho bằng được, mua về cho bằng được, mua sắm cho bằng được. Vậy tháp nhu cầu Maslow nó kích cái thủ và hữu mà. Vậy nếu chúng ta hành xử trong gia đình mà chúng ta cũng bị cái tâm tham này nó giật dây, cũng bị cái thủ và hữu nó giật dây, thì cặp đó sống với nhau, giả sử sống được đến già, thì cặp đó sống với nhau trong tự do hay cặp nhà đó sống với nhau trong tù tội? Lấy chồng như đeo gông vào cổ và lấy vợ như nhợ buộc chân. Câu đó vẫn còn đúng. Vì bản chất chúng ta yêu nhau, nhưng mà chúng ta bị kẹt cho cái tâm tham này, sự dính mắc này. Chứ chúng ta yêu nhau, chúng ta không đặt trên cái nền tảng là hiểu biết về nhau và tha thứ rộng lượng về nhau. Đạo đức không có nghĩa là tôi phải bám rít vô anh mới là đạo đức. Đạo đức là nhiều khi tôi phải thả cho anh ra. Anh phải có khoảng trời tự do của anh chứ.